Dạ vâng, xin chào anh em và các bác đam mê nhé. Hôm nay bên Súp lại giới thiệu cho anh em tất cả các mẫu van mới nhất 2024 hiện nay. Thì mẫu van này để dành cho anh em đi chơi mặt hàng BCB các bác nhé. Đấy, thì hôm nay giới thiệu cho anh em cái van đầu tiên, nó là một cái van Superwell bản 2024 anh em nhé. Đó, cái van này thì hàng nó là hàng chính hãng công ty Huben anh em ạ. Đó, đầy đủ túi phụ kiện, thẻ bảo hành cho anh em. Đó, gồm một túi sim, một lọ mỡ cho anh em. Cái van này thì em xin phép được báo giá công khai luôn cho anh em, với giá là em bên shop đang bán cho anh em với giá là 740k anh em nhé, 740k. Đó, thì cái van này cho anh em chuyên lắp cho anh em dòng van thẳng anh em nhé, dòng condo thẳng. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em một cái van Z Superwell. Và giá Superwell này thì nó sẽ đắt hơn cho anh em là 200k anh em nhé. Thì bên shop đang bán cho anh em với giá là 950k để cho anh em lắp cho những cái dòng van, dòng cho những dòng cây khớp Z này. Đó, cây condo Z, Z talon, Z hạ ngắm, rồi Z dài, Z mini anh em nhé. Tất nhiên là tiện lợi cho anh em và các bác. Đó, giá thành là 950k, ok chưa ạ? Tiếp theo là giới thiệu đến cho anh em cái van lệch D35 để cho anh em lắp những cái dòng Benjamin của Epic anh em nhé, Benjamin của Epic. Đấy, thì cái mẫu này thì bên shop đang bán cho anh em giá là 1.250k các bác nhé, 1.250k, hàng chính hãng công ty Huben bản hộp đỏ cho anh em nhé. Bản hộp vàng thì nó sẽ rẻ hơn cho anh em là 1.1. Tiếp theo là đến giới thiệu cho anh em sang một cái van Cricket bản 2024. À, thì cái van đủ này thì bên shop sẽ đang để cho anh em một cái mức giá ưu đãi là 780k các bác nhé, 780k, hàng chính hãng công ty Huben luôn anh em ạ. Đó, giới thiệu cho anh em tất cả các mẫu van luôn, đầy đủ phụ kiện đều là hàng chính hãng hết. Đây là cái van độ anh em nhé, van độ của Cricket. Cái mẫu này bên shop đang để cho anh em cái mức giá là 1.160k anh em nhé, 1.160k. Khoang độ thì nó có tác dụng là gia tốc hơi cho anh em, gia tốc hơi và đẩy đạn cực kỳ là tốt cho anh em sử dụng các bác ạ. 1.150k anh em nhé, đầy đủ phụ kiện cho anh em và hàng chính hãng công ty Huben. Đó, tiếp theo đến là van Z Cricket anh em nhé. Van Z Cricket này thì bên shop đang để cho anh em cái mức giá là 980k anh em nhé, 980k. Đó, những cái hàng Cricket này thì nó chơi rất chi là tiết kiệm hơi anh em ạ, tiết kiệm hơi. Bản tất cả đều bản là bản 12 lò xo đĩa anh em nhé, bản 12 lò xo đĩa. Đó, cho anh em chơi hồi áp cực kỳ là tốt. Và tiếp theo đến là giới thiệu cho anh em một cái van 1/2. Van 1/2 này thì anh em có thể lắp cho tất cả các loại Epic, từ Epic sói K2 3 lỗ Factor hay là Benjamin. Đấy, hay là sorry anh em, hay là Terminator. Đó, thì cái mẫu van 1/2 thì bên shop đang bán cho anh em giá là 650k. Còn đây cái mẫu này thì anh em độ thêm khoang độ thì là anh em thêm 300k nhé, là tổng 900k anh em nhé, 900k một cái van 1/2 của Epic anh em ạ. Đó, tất cả những cái van hàng này trước khi gửi hàng đi cho anh em là em đã thay bom nhựa PEEK và đã kiểm tra lại tất cả các sim cho anh em rồi. Đây là một cái combo của khớp Z 1000 để cho anh em chuyển để cho anh em lắp lắp Epic K2, Epic sói anh em nhé, Epic K2, Epic sói. Đó, cái combo này thì bên shop đang để cho anh em cái mức giá là 1.000.000 anh em nhé, 1.000.000 đầy đủ cho anh em răng sim, ốc trí, phụ kiện đi theo của cái van và cái khớp Z này, ti xả, rồi nọ dầu mỡ, rồi túi sim van. Đó, cái khoang của Cricket tiếp theo đó là khoang, thêm một khoang độ nữa thì là anh em thêm 300 là 1.300.000 anh em nhé, để nó chứa thêm hơi và gia tốc hơi cực kỳ là nhanh cho anh em khi anh em để đạn anh em nhé, 1.300.000 đầy đủ cho anh em luôn. Đó, ấy thì em cứ lên đây và báo giá công khai luôn. Đấy thì anh em và các bác có cần quan tâm tới mẫu nào. Đó, tiếp theo là giới thiệu đến cho anh em là sang một cái van The Gym bản 7075 bản công ty Huben, bản ốc chỉnh áp ngoài anh em nhé, ốc chỉnh áp vàng này luôn anh em ạ. Giá thành thì bên shop đang để cho anh em cái mức giá là 1.300.000, ok chứ các bác. Đó, cực kỳ là hợp lý, và hàng tất cả bên này thì bên em đều bảo hành cho anh em là 1 tháng. Ấy thì cái clip đây xin thì gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Hẹn gặp lại anh em và các bác đam mê trong những cái clip tiếp theo. Xin chào anh em và các bác.